Làm thế nào để không cần có kinh nghiệm bán hàng online trước đây nhưng vẫn nhanh chóng ra đơn hàng. Bên cạnh đó bạn vẫn có một cái cơ hội nhận được cái số tiền lên tới 230 triệu đồng. Hãy coi hết video này nhé. Rồi, xin chào bạn đến với kênh video của Võ Đăng Khoa à. Thực sự mà nói, nếu mà bạn đang tìm kiếm một cái kênh để tạo ra thu nhập và đặc biệt liên quan đến cái vấn đề bán hàng online hoặc là kinh doanh online mà bạn chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào thì mình tin rằng là video này nó sẽ rất là quan trọng với bạn. Tại vì sao? Tại vì thực sự mà nói, rất nhiều nhà bán hàng mới chúng ta có rất là nhiều cái nỗi sợ, đặc biệt là cái vấn đề mà chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta không có nghĩ là chúng ta có kỹ năng, chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta có thể là bán hàng được. Tại vì cái việc mà chúng ta không có kinh nghiệm nó sẽ dẫn đến cái vấn đề là chúng ta không có cái nỗi sợ là chúng ta không có đủ tiền để kinh doanh hoặc là chúng ta sợ kinh doanh lỗ, nên khiến chúng ta gọi là cái rủi ro khi mà chúng ta bắt đầu cái việc bán hàng trong giai đoạn này nó cực kỳ là lớn. Rồi, bên cạnh đó những nhà bán hàng mới kinh doanh á, đa phần theo mình biết á, là không có ai, không có người quen có thể hướng dẫn bạn cách bắt đầu bán hàng trên sàn. Tại vì mọi người thường nghĩ là đối với kinh doanh thì nó một cái bí quyết để người ta kiếm tiền mà, ai đâu dạ mà chia sẻ, đúng không ạ? Rồi, thì để giải quyết những vấn đề trên thì thực sự mà nói nó cũng tương đối mất khá nhiều thời gian với đa phần nhà bán hàng chúng ta ở đây. Tuy nhiên nha, thực sự mà nói theo mình thì có một cái cách để giúp bạn có thể giải quyết những cái vấn đề trên, có nghĩa là bạn không cần có kinh nghiệm, bạn vẫn có thể nhanh chóng ra đơn hàng. Và bên cạnh đó thì cái cách này nó cũng có, khi mà bạn cần có hỗ trợ thì vẫn có người sẵn sàng hỗ trợ cho bạn và cực kỳ chi tiết. Thì cách mà mình đề cập ở đây đó chính là việc mình tiến hành là kinh doanh hợp tác cùng Lazada, hay có nghĩa là bán hàng trên kênh Lazada này. Thì tại sao mình đề cập đến cái Lazada ở đây ạ? Thì thực tế mà nói sàn Lazada hiện tại thì có rất là nhiều cái chính sách và cái chương trình ưu đãi dành cho nhà bán hàng mới của chúng mình. Rồi, thì thực sự cái yếu tố này như thế nào? Mình cũng điểm danh qua một số yếu tố nha. Thứ nhất, đó chính là cái hình thức đăng ký cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần mất 5 phút đồng hồ với những cái thông tin mình tin rằng là chỉ cần người trên 18 tuổi và công dân Việt Nam đều hoàn toàn có thể đăng ký bán hàng ở trên Lazada một cách rất là dễ dàng. Phần thứ hai, sau khi bạn đăng ký thành công xong thì bạn sẽ cần bắt đầu làm quen với hệ thống đăng tải sản phẩm, xử lý đơn hàng cũng như là bắt đầu xây dựng cái chiến lược bán hàng của mình. Nếu bạn có gặp bất kỳ một cái khó khăn nào ở đây, Lazada có một cái đội ngũ hỗ trợ dành riêng cho bán hàng mới chúng ta. Thì chỉ cần là bạn gặp có khó khăn nào đó thì họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn, trả lời rất là chi tiết và đầy đủ để giúp bạn có thể nhanh chóng làm quen với hệ thống trên sàn. Trong thời gian đầu nào bạn chưa biết cách bán hàng ra sao, đúng không ạ? Thì Lazada đã có vặt sẵn cho bạn một cái quy trình mà bạn chỉ cần làm theo thôi, bạn không cần suy nghĩ, bạn chỉ cần làm theo thôi, đúng những gì mình Lazada đã đề cập cho bạn thì cái khả năng có đơn hàng của bạn là rất lớn, và có một số trường hợp có thể đạt được cái doanh số từ 1.000 đến 2.000 đô, có nghĩa là tầm đâu 20 đến 40 triệu đồng trong một tháng trong những cái thời gian đầu tiên thôi, rất là nhanh chóng và rất là dễ. Rồi, bên cạnh đó thì có một số cái kênh mà bạn cần lưu ý ở đây. Tại vì Lazada cũng có một số cái chương trình hỗ trợ cho bán hàng mới của mình. Thứ nhất, nói về hệ thống thì hệ thống của Lazada bản chất mình tin rằng là ở trên sàn Lazada hay là những cái nơi khác thì sàn Lazada là một cái nơi gần như là duy nhất có những cái thuật toán, có những cái chương trình hỗ trợ riêng cho nhà bán hàng mới của chúng ta khá là nhiều. Bên cạnh đó, Lazada cũng có tung ra những cái gói mà mình tin rằng là cái gói này hấp dẫn nhất nè, thật sự rất hấp dẫn trong tháng 10 này. Rồi, đó là cái chương trình mà cho nhà bán hàng mới chúng ta khi đăng ký ngay trong tháng 10 này, bạn sẽ có cơ hội nhận được cái số tiền lên tới 230 triệu đồng. Bằng cách nào bạn có thể đạt được giải thưởng Rất đơn giản, bạn chỉ cần hai cách thôi. Một, đăng ký gian hàng trong vòng 5 phút đồng hồ. Rồi, bước thứ hai đó chính là tạo 5 sản phẩm thành công khi bắt đầu kinh doanh trên sàn này ngay trong tháng 10. Thì khi bạn thực hiện được những bước trên thì Lazada sẽ tiến hành là gửi cho bạn những cái thông tin để bạn có thể tham dự vào cái chương trình dự thưởng và bốc thăm may mắn và có thể nhận được, như mình đề cập, con số lên tới 230 triệu đồng, rất là lớn nha mọi người. Còn nếu trong trường hợp bạn gọi là không có đạt được giải thưởng này thì sao? Hoàn toàn yên tâm, tất cả nhà bán hàng trên Lazada đều hiện tại đều nhận được cái gói ưu đãi là 11 triệu đồng cho nhà bán hàng mới. Có nơi nào mà có cho bạn nhiều cái chính sách ưu đãi này không ạ? Thì nói đến đề cập đến Lazada thì thực sự mình nói là rồi có rất nhiều cái câu chuyện thành công ở trên đây. Ví dụ như từ một nhà bán hàng, ví dụ như nhân viên văn phòng đổi hướng sang kinh doanh, rồi từ một nhà bán hàng làm mẹ bỉm sữa bắt đầu kinh doanh với Lazada, hay là một bạn sinh viên năm nhất, năm hai gì đấy, bạn ấy tiến hành là bắt đầu khởi nghiệp với Lazada thì đều có khả năng thành công cả. Thì còn bạn thì sao ạ? Nếu bạn muốn tham gia và bắt đầu kinh doanh trên Lazada ngay hiện tại
và muốn nhận ngay những cái gói ưu đãi mà mình không biết là khi nào sẽ hết kết thúc nha, thì mình nghĩ là bạn nên bắt đầu hành động ngay. Click vào link bên dưới video này nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại ạ. Rồi, cảm ơn bạn đã theo dõi hết video này. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy bấm nút like, comment và chia sẻ video này giúp tôi nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của tôi để tiếp tục nhận được video hữu ích khác. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.